Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thành phố Lào Cai có ít nhất 1.000 người khó khăn được hỗ trợ trong tháng nhân đạo. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đảm bảo an toàn lao động. Thị xã Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái bảo tồn nghệ thuật xòe Thái. Dự báo về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Trước hết là phần tin mà quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa tổ chức ngày hội thiếu nhi các dân tộc gắn với khai mạc hè, ngày chạy Olympic trẻ em và phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước. Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như ôn lại truyền thống ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, biểu diễn các tiểu phẩm đặc sắc về bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thi cắm trại, tuyên dương, khen thưởng cho các đội viên có thành tích trong học tập. Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện nhằm tạo động lực, khuyến khích các em tiếp tục học tốt, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai phấn đấu có ít nhất 1.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ giúp đỡ trong tháng nhân đạo năm 2023. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã hội hóa được ít nhất 500 triệu đồng để trợ giúp cho những người khó khăn, ưu tiên giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em khuyết tật. Cùng với quan tâm chia sẻ khó khăn về vật chất, khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ sinh kế giúp họ vượt qua khó khăn bền vững. Sau 5 năm tổ chức chương trình Tháng Nhân Đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai đã vận động quyên góp được 1,2 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 2.000 người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, Tháng Nhân Đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Để đảm bảo kế hoạch xuất khẩu xoài, ngay từ đầu vụ, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã hướng dẫn các hộ dân thực hiện tốt quy trình sản xuất an toàn, kết nối với các doanh nghiệp thu mua xoài cho người dân. Huyện Yên Châu có trên 3.200 ha xoài, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 2.300 ha. Huyện đã được cấp 24 mã số vùng trồng xoài phục vụ xuất khẩu với diện tích 384,3 ha. Sản lượng xoài năm 2023 ước đạt 19.500 tấn. Trong đó, sản lượng tham gia xuất khẩu dự kiến 3.200 tấn. Giá trị sản phẩm xoài tham gia xuất khẩu dự kiến đạt 2,28 triệu đô la Mỹ, tăng 151,8% so với năm 2022. Để chuẩn bị cho vụ xuất khẩu xoài, các phòng ban chuyên môn của huyện đã tuyên truyền vận động bà con nông dân chăm sóc xoài theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm xoài của huyện tại thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 56 dự án thủy điện đã được đưa vào quy hoạch với tổng công suất là 1.045 MW, điện lượng trung bình năm là 3.645 triệu kWh. Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 9 dự án hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy là 330 MW. 12 dự án đã có khối lượng xây dựng với tổng công suất lắp máy là 290 MW. 35 dự án đã được đưa vào quy hoạch, cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công, với tổng công suất lắp máy là gần 400 MW. Nhìn chung, các dự án thủy điện đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đóng vai trò to lớn trong việc bổ sung cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống điện lưới quốc gia, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Xác định môi trường làm việc an toàn giữ vai trò quan trọng, định kỳ hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Sima Việt Nam, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, người lao động, cấp đủ trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân theo yêu cầu. Trong công việc hàng ngày, chúng tôi phải tiếp xúc với máy móc nhiều, cho nên là cái vấn đề an toàn lao động là chúng tôi phải đặt lên hàng đầu. Hoạt động trong lĩnh vực hóa chất,
công ty cổ phần Đông Á, huyện Phú Ninh có gần 300 lao động làm việc. Trong môi trường sản xuất đặc thù, công ty đã thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, duy trì hiệu quả mạng lưới an toàn, vệ sinh viên cơ sở, bố trí hệ thống biển báo, xây dựng gốc an toàn vệ sinh lao động để nâng cao nhận thức cho công nhân lao động về an toàn trong sản xuất. Công nhân trước khi vào xưởng, 100% đi dép có quai hoặc giày bảo hộ lao động. Ngoài ra chúng tôi có cấp trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, khẩu trang. Chúng tôi cũng có những trang thiết bị bảo vệ người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh hiện có 117 công đoàn cơ sở với gần 8.000 đoàn viên. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các cấp công đoàn làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đoàn viên, đặc biệt là công nhân lao động thuộc các khối sản xuất kinh doanh trên địa bàn về luật lao động cũng như là luật an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động thiết thực, thăm hỏi, động viên đối với công nhân lao động. Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 được triển khai trên toàn quốc với mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, trên 80% số lao động làm việc các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Để thực hiện điều này, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, trong bất cứ tiệc lớn, tiệc nhỏ hay trong những ngày vui của dòng họ gia đình người Thái như lễ mừng cơm mới, mừng nhà mới, trong đám cưới hỏi hoặc đơn giản là khi nhà đón khách quý, đồng bào người Thái thị xã Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái đều tổ chức ăn mừng và múa xòe. Bởi họ quan niệm, nếu không xòe, tiệc đó không vui và không thành công. Tháng 9 năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vinh dự được đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và là người trẻ như chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ và phát huy những cái nét đẹp của dân tộc mình, của làng bản. Và theo đó thì chúng tôi sẽ cố gắng có thêm nhiều những cái điều xòe mới. Sau nhiều nỗ lực cố gắng gìn giữ, truyền bá, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình, nay nghệ thuật xòe Thái đã được vinh danh. Có lẽ đêm vinh danh ấy đối với nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến, bản Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt hơn ai hết. Sau cái màn đại xòe vừa rồi thì cũng có cái mừng và cũng có cái lo. Nhưng lại là thế giới người ta công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, là nhân loại. Đấy là cái điều đáng mừng và dân tộc Thái đáng tự hào và nên tự hào. Từ khi xòe Thái được vinh danh, các cơ sở homestay của vùng Mường Lò càng thêm đắt khách. Số lượng khách đặt phòng, đặc biệt là du khách nước ngoài, ngày càng nhiều. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây càng thêm đổi mới. Cái xòe cổ của người Thái ấy, thì bây giờ chúng tôi cũng đã truyền dạy lại cho các con, các cháu và các em thế hệ sau này để nó không bị mai một đi. Và để một ngày nó càng phát triển hơn. Để tiếp tục bảo tồn và phát triển các điệu xòe cổ, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đưa nghệ thuật xòe vào trong các sự kiện văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng bản đồ các địa điểm trình diễn nghệ thuật xòe phục vụ khách du lịch tham quan, tìm hiểu. Chúng tôi đưa vào tiếp tục giảng dạy ở trong trường học, từ bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đối với lại cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe Thái này phát huy vai trò của các nghệ nhân trên địa bàn thị xã. Hiện tỉnh Yên Bái đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của nghệ thuật xòe Thái. Đặc biệt tỉnh đã biến di sản thành tài sản, đưa xòe Thái trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của du khách khi đến với Mường Lò, đến với Tây Bắc. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2023.
Lào Cai, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Lai Châu, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Điện Biên, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Sơn La, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Yên Bái, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Phú Thọ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tuyên Quang, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Hà Giang, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tây Bắc Chuyển động hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.